Hoàng Quân biết không, cách đây 3 năm, tức là trước một năm mà anh em mình gặp nhau ở bên Paris đó, thì Đình Đại có ra một cái CD gọi là Lửa Tù. CD đó là dành cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Thì trong cái CD đó, ngoài những bài hát dành cho tù nhân lương tâm, thì Đình Đại cũng nghĩ là những người tù, gọi là tù cải tạo của mình đó, những quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa mà bị tù sau năm 75 cũng chính là những người tù nhân lương tâm sớm nhất, và thậm chí trước đó nữa, dưới chế độ ở ngoài miền Bắc thì đã có những nhà thơ như là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện chẳng hạn, cũng là một trong những người tù nhân lương tâm sớm nhất và lâu nhất nằm trong nhà tù Cộng sản. Thì trong cái đĩa CD đó, Đình Đại đặc biệt có phổ thơ của hai nhà thơ lớn của chúng ta, đó là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và một nhà thơ khác cũng vừa mới từ bỏ chúng ta mà đi, đó là nhà thơ Tô Thủy Yên với tác phẩm Ta Về. Thì trong cái CD đó, Đình Đại đã sáng tác cái bài Ta Về trên cái bài thơ rất là dài của nhà thơ Tô Thủy Yên. Thì hôm nay là Đình Đại rất là vui khi mà Hoàng Quân hát với lại Đình Đại cái bài Ta Về này. Thì Hoàng Quân nghĩ như thế nào? Dạ vâng, thì như quý vị biết là nhà thơ Tô Thủy Yên cũng là người ở Houston. Và khi mà Hoàng Quân qua Houston thì nhà thơ Tô Thủy Yên bệnh cũng khá là nặng rồi. Thành ra là Hoàng Quân không có cái hân hạnh và cái cơ hội được gặp gỡ nhà thơ Tô Thủy Yên. Nhưng mà Hoàng Quân đã tới nhà và gặp gỡ bác gái cũng như các con của nhà thơ Tô Thủy Yên. Thì đó cũng là cái niềm hân hạnh cho Hoàng Quân. Và chú Tô Thủy Yên thì cũng mất cách đây chưa lâu. Thì ngày hôm nay Hoàng Quân hát cái ca khúc này. Trước đó thì Hoàng Quân cũng rất là thích một cái bài của chú mà được phổ nhạc rất là nổi tiếng, đó là bài Chiều Trên Phá Tam Giang. Dạ, và ngày Do hôm cố nay, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. dạ đúng rồi, ngày hôm nay anh em mình hát cái bài này như là một cái lời Tưởng niệm. tưởng niệm chú. Dạ. Cho ngàn năm em
sâu và vấn đề.